Có một sự thật đó là mình vừa mới mất hết tất cả, mất hết 6 năm kỷ niệm, hàng chục những cái khóa học, hàng ngàn những cái file video, bùng một cái, biến mất hết. Nó giống như cái búng tay của Thanos vậy đó. Và hiện giờ cái nỗi buồn đó, nó đang đeo bám mình như một con nghiện vậy đó. Nó giống như một cái gánh nặng cực kỳ lớn đối với cuộc đời của mình. Mà nhắc tới cái chuyện nặng á, thì có một thứ nó cũng rất là nặng luôn. Không gì khác đó chính là dung lượng của cái video của bạn. Và cũng vì cái lý do đó mà mình đã chơi ngu để rồi mất sạch hết dữ liệu của 6 năm vừa qua. Những thứ mà đối với mình phải gọi là vô giá. Nếu như bạn quyết định trở thành một content creator, một người sáng tạo nội dung, thì sẽ tới một cái thời điểm nào đó thì những cái ổ cứng của bạn nó sẽ bị đầy và bạn sẽ rơi vào trường hợp y chang như mình. Hôm trước mình có coi một cái video của Hai Công và họ cũng gặp một cái vấn đề y chang luôn. Anh Vũ, giờ mua server nữa thiếu hẳn tiêu được nhân lượng mà nhiều bao nhiêu tiền không? Bây giờ có phải có hai hướng đi, một cái là mình phải lọc bớt cái xuồng mình ra sao cho nó nhẹ bớt. Sau đó giống như một thằng điên, mình tìm đủ mọi cách làm sao á để có thể úp lên hết những cái file của mình mà không sợ bị quá nặng, thì mình tìm thấy được một cái giải pháp, đó chính là Google Drive phiên bản unlimited, không giới hạn luôn. Và mình cho hết tất cả các file đó vô, để rồi cuối cùng sau cái phát búng tay đó thì mình mất sạch cái niềm cuộc đời của mình. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cách thức để giải quyết cái vấn đề về bộ nhớ dung lượng lưu trữ. Dù là bạn đang làm việc một mình hay là bạn đang làm việc theo nhóm, theo công ty, giống như bên Thái Công hoặc là bên mình chẳng hạn, sẽ tới một ngày nào đó bạn coi cái video này và bạn cảm ơn mình sau, thì nhớ lưu cái video này lại nha. Trước khi bắt đầu thì có hai thứ mà mình cần các bạn phân biệt, đó chính là thứ nhất, những cái video kỷ niệm đáng nhớ, những cái tài liệu mà bạn biết chắc chắn bạn sẽ coi đi coi lại nhiều lần. Và thứ hai, đó chính là những loại video mà bạn chỉ coi hoặc xài một lần mà thôi, sau đó bạn sẽ không coi lại nữa. Khi mà bạn đã biết và hiểu được hai cái thứ đó rồi, thì bây giờ mình sẽ bước vô cái chuyện đó là giải quyết vấn đề. Bước đầu tiên bạn cần làm đó chính là mua một cái ổ cứng có dung lượng thật nhiều, tầm 6TB cho tới 10TB. Với con số giống vậy thì mình nghĩ là nó đã đủ lớn để các bạn có thể chứa tầm 300 cho tới 500 cái video project của bạn. Nhưng sẽ tới một lúc nào đó khi mà bạn đạt cái mốc mà bạn quay quá nhiều á, thì cái ổ cứng của bạn nó sẽ đầy, giống như cái ổ cứng di động của mình hiện giờ. Đây, ổ cứng trong máy tính của mình á là 500GB SSD, nhưng mà hiện giờ nó chỉ còn 34,8GB trống mà thôi. Hoặc cái ổ cứng di động của mình 6TB là 6.000GB đó mọi người. Và mình đã dùng hết 5,73TB và hiện giờ mình chỉ còn 270GB. Quay thêm một vài project nữa thôi là coi như mình hết sạch bộ nhớ. Bởi vậy nó sẽ dẫn tới cái bước thứ hai mà bạn cần làm, đó chính là lựa chọn hoặc mua một cái cloud storage, mua bộ nhớ trên đám mây. Cái hay của cloud storage đó chính là bạn không bị giới hạn và hạn hẹp về bộ nhớ trong máy tính của bạn nữa. Cái điều hay thứ hai của việc sử dụng cloud storage đó chính là bạn có thể chia sẻ những cái file, nhiều người có thể truy cập vào cái file này để làm việc. Nó không bị giới hạn vào việc là bạn có phải cầm theo cái USB hay là ổ cứng theo bên mình để mà copy file cho người ta nữa hay không. Nó sẽ rất phù hợp cho việc làm việc trong một cái công ty nhất định. Giống như trường hợp của mình đi, thì mình là người thường xuyên sẽ lên những nội dung, những ý tưởng, rồi sau đó mình sẽ quay video và rồi up lên trên cái cloud storage của mình. Video editor của mình sẽ access được những cái file đó và bắt đầu edit cái video cho tuần này. Rồi sau đó bạn đã xuất file video đó ra, đưa lên cloud, và rồi mình sẽ up cái video đó lên YouTube. Mà mình và bạn đó thì không cần phải gặp nhau hay là nhấc mông lên tới nhà nhau để lấy cái file hay là ổ cứng. Khi mà nói đến cloud storage thì có hai cái dịch vụ cực kỳ nổi tiếng mà bạn có thể mua. Thứ nhất đó chính là Dropbox, thứ hai đó chính là Google Drive. Thì Google Drive nó có hai loại. Cái loại thứ nhất là loại chính thống với giá là $100 một năm cho 2TB, hoặc là Unlimited trọn đời. Đây là cái loại hắc ám của Việt Nam mình. Cái giá nó sẽ dao động từ 300.000 cho tới 2 triệu. Hoặc mới so sánh đầu tiên thì mình thấy cái trọn đời có vẻ ngon hơn rất nhiều đúng không? Nhưng bù lại vì đây là cái loại hắc ám nên cái khả năng chết, sập và mất file rất là cao. Và đó cũng là thứ mà nó xảy ra với mình. Khi mà mình mua cái Unlimited rồi quăng hết tất cả niềm tin và kỷ niệm rồi hy vọng rồi cuộc đời rồi bạn bè rồi đủ thứ, tất cả mọi thứ của mình lên trên đó. Để rồi tối hôm trước mình nhận được tin là mình mất sạch hết những cái đó luôn. Còn Dropbox thì nó sẽ có nhiều gói khác nhau, nhưng mình thì mình sẽ chọn cái gói Professional,
giá của nó là $200 cho một năm và bạn được sử dụng đó là 3TB. Cái hướng hoạt động của tất cả những cái cloud storage này cũng đơn giản thôi, là mình sẽ up những cái video file của mình lên và rồi người khác sẽ lấy được file và sử dụng. Cả hai cái dịch vụ đó đều có những cái phần mềm trên desktop hoặc là laptop để giúp bạn xài. Hiện giờ thì mình đang xài cả hai dịch vụ luôn, là vừa Dropbox và Google Drive. Khi mà bạn down hai cái phần mềm Dropbox và Google Drive về thì nó sẽ là một phần mềm Dropbox nè. Cái thứ hai là nó sẽ có phần mềm Google Drive như thế này cho mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ấn lên cho mọi người thấy. Bây giờ mình sẽ ấn thử lên cái Dropbox cho mình coi. Thì đây là cái phần mềm Dropbox cho desktop và máy tính. Thì khi mà bạn cài đặt cái phần mềm Dropbox hay là phần mềm Google Drive xong á, thì trên cái thanh folder nó sẽ có một cái folder gọi là Google Drive ở đây. Thì trên đây á, nó sẽ hiện ra những cái thứ mà bạn có ở đây. Thì ở đây mình có những cái folder giống vậy, hình ảnh lãm nhảm nè, đồ tùm lum tà la, cũng giống y chang vậy luôn. Là khi mà bạn xài Dropbox á, thì mình cũng sẽ có một cái folder Dropbox giống như vậy và mình sẽ được access những cái file của tất cả mọi người mình làm. Các bạn có thể thấy một điều nữa, đó chính là tất cả những cái file này nè, nó chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Nếu như bình thường á, mà bạn sử dụng một cái ổ cứng bình thường thì cái nguyên cái folder này sẽ nặng là 10GB, nhưng mà thật sự á, khi mà bạn sử dụng cái cloud storage này á, thì những cái file mà bạn nhìn thấy đây chỉ là những cái file hệ thống mà thôi. Nó sẽ không chiếm bộ nhớ trên máy tính của các bạn. Chỉ khi nào bạn thực sự muốn xài cái file nào đó, chính là bạn sẽ, ví dụ mình muốn lấy cái file này để bắt đầu edit đi. Ở dưới Dropbox đó, thì nó có một cái chức năng gọi là Smart Sync, và nó có hai option, đây là Online Only hoặc là Local. Khi mà bạn ấn Local thì nó sẽ tự động down từ trên cloud về máy tính của bạn để bạn có thể xài. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy là hiện giờ khi mà mình ấn lên đó, thì mình sẽ không coi được video, nhưng mà sau đó bây giờ mình sẽ ấn Smart Sync Local. Trên Google Drive nó cũng có cái điều y chang như vậy. Bây giờ mình bật Google Drive lên. Như bạn thấy thì hiện giờ những cái file này của mình nó không coi được, nên bây giờ mình sẽ làm một thao tác, đó chính là offline, available offline. Thì Google Drive nó sẽ tự động down cái file này về cho mình. Đây, bạn có thể nhìn thấy là cái icon ở trên đây nó đang down về sync, và ở bên Dropbox cũng vậy, nó đang down cái file video về. Hiện giờ bạn sẽ thấy cái video mình đã coi được rồi. Ví dụ nếu như mình là một editor, mình sẽ click chuột phải và Smart Sync, chọn Local để down nguyên cái project này về. Sau khi mà mình đã edit xong rồi thì mình sẽ làm cái task y chang, đó chính là chọn cái folder đó, chọn Smart Sync và ấn Online Only. Lúc này khi mà bạn đã ấn Online Only giống như vậy thì nó sẽ xóa hết tất cả những cái dung lượng ở trên máy tính của bạn để không chiếm bộ nhớ của máy tính của bạn, nhưng mà nó vẫn sẽ giữ những cái file này ở trên cái hệ thống đám mây. Thì Google nó cũng hoạt động y chang giống như vậy luôn. Có một cái điều khác thôi, ở bên Google nó có thêm một cái gọi là Content Cache. Nó là một cái folder mà có chứa những cái dữ liệu chất lượng thấp, để khi mà bạn chưa sync cái file đó về máy tính á, thì bạn vẫn xem được cái file đó với độ phân giải thấp. Ví dụ giống như bây giờ mình sẽ vô cái Google Drive của mình nè, hình ảnh lãm nhãm nè, ngày đình công đi, thì các bạn sẽ thấy là mình vẫn có thể coi được những cái file này. Thì hiện giờ đây là cái Content Cache folder nè, và mình sẽ cho mọi người thấy là cái size của nó là nặng bao nhiêu. Thì đó là cái size này là 5.64GB. Thì cái Content Cache folder này á, nó sẽ dần dần lớn lên dần khi bạn cho rất nhiều cái project lên cái Google Drive của các bạn. Đó là lý do tại sao mình không khuyên mọi người sử dụng Google Drive cho chuyện edit video trực tiếp trên máy tính. Nên nếu như sử dụng Google Drive thì nó chỉ nên dùng để làm nơi để chứa những cái project đã làm xong rồi mà thôi. Bởi vậy nó dẫn mình cho tới cái câu hỏi cuối cùng, đó chính là vậy thì đâu là cách phù hợp nhất cho từng cái trường hợp của mọi người. Nếu như bạn là người làm việc một mình giống như mình hồi đó, thì cách tốt nhất đó chính là bạn sẽ mua một cái ổ cứng bự tầm 6TB cho tới 8TB, rồi sau đó mua thêm một cái account Google Drive Unlimited. Bây giờ lúc mà mình sẽ nhắc lại cái mà mình nói lúc đầu trong cái video này, là có hai loại video mà bạn cần để ý. Đó chính là thứ nhất, những loại hình ảnh kỷ niệm, những thứ mà mình sẽ phải coi đi coi lại nhiều lần và dùng nhiều lần, hoặc là những cái file về khóa học hay là tài liệu môn học, đồ đó là những thứ bạn sẽ thường xuyên sử dụng lại nhiều lần. Loại thứ hai là những cái loại mà clip tutorial, hoặc là những cái thứ mà mình nói chuyện xàm xàm, hoặc là những cái file của người khác mà mình không cần đụng quá nhiều, hoặc là chỉ coi một lần thôi là xong. Thì nếu những file nào mà nó rất quan trọng với bạn á, thì bạn sẽ muốn giữ nó lại trong ổ cứng của các bạn. Ví dụ trong cái video Day in the Life này của mình á, thì mình cảm thấy là có một hoặc hai cái video mà mình cảm thấy nó cực kỳ quan trọng thôi. Rồi sau đó là mình sẽ copy hai cái này và mình sẽ cho nó vào cái ổ cứng của mình. Ở đây mình đã cho đây rồi. Rồi sau đó bạn sẽ quăng hết tất cả nguyên cái folder đó lên Google Drive luôn, kể cả những cái file quan trọng của mình luôn, vì nó là unlimited nên bạn muốn up bao nhiêu cũng được, miễn sao là bạn có được cái file quan trọng nó nằm trong ổ cứng là được. Và khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ đảm bảo là tất cả những thứ quan trọng của bạn sẽ được ở gần bạn nhất. Còn nếu như bạn làm việc theo team thì bạn sẽ mua thêm một thứ thôi, đó chính là Dropbox Professional. Cái hay của Dropbox Professional đó chính là nó có tới 3TB một năm lận, nó dư sức đủ chỗ cho những cái project khá nặng
của bạn, thậm chí là tầm cỡ của Thế Công luôn. Chưa dừng lại ở đó, Dropbox Professional còn có thêm một cái chức năng nữa, đó chính là Time Based Comment. Ví dụ như bây giờ sau khi bạn video editor của mình đã edit xong video và ấn một nút thôi, đó là copy Dropbox link và gửi cho mình. Bây giờ mình sẽ ấn nút xem nè. Trước giờ lúc mà bạn đi chơi, bạn đã quay rất nhiều những cái video nhỏ khác nhau, và hiện giờ nếu như bạn muốn thì khi mà bạn dừng lại ở một vị trí bất kỳ nào đó thì cái thời gian bên đây nó cũng xuất hiện luôn, và sau đó bạn sẽ ghi lên là chỗ này chưa được lắm nha, rồi bạn ghi lên đây. Và sau đó bạn video editor của mình chỉ cần dựa trên những cái feedback này để rồi sau đó chỉnh sửa lại video sao cho nó phù hợp, chứ không cần ngồi chầu chực giống như bên Thái Công. Em có cái phương án nào không Vân? Anh Thái Công phải ngồi đến tận cuối cùng luôn á. Bây giờ có cách nào mình thêm video editor mà? Nói chung á, giờ CV editor là nhiều lắm. Nhưng mà anh thấy cái vấn đề quan trọng là khi mà mình có nhiều CV và anh phải ngồi xuống với editor thì nó mới ra cái phim đó. Thì bây giờ nếu mà em có thêm nhiều video editor thêm nữa vô á, thì anh Thái Công cũng phải ngồi với những cái bạn đó. Thì cái nó chỉ chiếm thêm thời gian của anh Thái Công thôi. Cái cách làm việc kiểu đó nó bắt buộc cái người sếp và cái người editor phải ngồi một chỗ, ở chung một địa điểm cùng với nhau, trong khi thời kỳ Covid bây giờ thì cái điều đó là cái điều không nên. Và được cái là cái tính năng đó nó cũng thay thế luôn cho một cái phần mềm khác, một cái sản phẩm khác, đó chính là Frame.io. Nó cũng là một cái time based comment feedback cho video. Bởi vậy thay vì bạn tốn $20 chỉ để xài một cái chức năng đó thôi, thì bây giờ bạn trả cùng một giá đó luôn, nhưng bạn lại có thêm 3TB để làm việc bất kỳ lúc nào, nên nó phải gọi là quá tuyệt vời. Và rồi bạn sẽ làm điều y chang giống như ở trên, là sau khi project của bạn đã xong á, những cái file nào quan trọng thì bạn lại tiếp tục copy vào ổ cứng, sau đó bạn sẽ up hết tất cả những cái nguyên cái folder này lên trên Google Drive. Thì cứ sau tầm một tháng thì bạn sẽ làm cái quá trình đó một lần để đảm bảo là không gian nó sẽ luôn luôn dư thừa và không bao giờ quá đầy. Đối với mình nha, thì những cái video project mà dạng kiểu như là tutorial giống như vậy là những cái mà mình sẽ thẳng tay quăng lên Google Drive ngay và luôn. Còn những cái mà liên quan đến du lịch hay là những cái mà kiểu đi chơi rất là nhiều và mình gặp người này gặp người kia là sẽ là những cái mà mình bỏ trong cái ổ cứng tại nhà của mình. Mình đã chọn cái cách này để đảm bảo là sẽ không bao giờ sợ mất những cái thứ kỷ niệm quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Mình tin á là bây giờ các bạn coi video này thì bạn cảm thấy nó cũng bình thường thôi, cũng không có dễ hiểu cho lắm và bạn cũng chả cần thiết. Nhưng mà mình đảm bảo là tới một ngày nào đó bạn sẽ đụng cái chuyện này thôi. Nên nếu như bạn thật sự nghiêm túc với chuyện làm video thì đây chính là cái giải pháp phù hợp nhất cho mọi người. Bởi vậy, nếu như bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan tới chuyện làm video thì đừng ngại comment ở bên dưới và hoặc là join vào cái group Facebook của tụi mình để mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn nhiều hơn. Vậy mọi người nghĩ sao về cách làm của mình? Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo của Concept Creator.